Bạn thân mến, bạn có đang mơ về một môi trường giáo dục không có những rào cản, không giới hạn, nơi bạn là chính mình, nơi ước mơ được vỗ về, nơi tài năng được đánh thức? Đã bao giờ bạn loay hoay trước những lựa chọn? Dừng lại một chút, bạn có tin vào những điều ngoài mong đợi, những trải nghiệm vô giá? Vì nếu bạn tin, có một nơi dành riêng cho bạn, nơi tham gia những trải nghiệm lần đầu, nơi tôn trọng sự khác biệt, nơi khai phóng tư duy trong hành trình phát triển bản thân. Bởi vì khi trái tim rộng mở, bạn nhìn thấy không chỉ một mà vô vàn những cơ hội thú vị. Để giấc mơ công nghệ không còn xa tầm với, để bạn khẳng định mình trong môi trường chuyên nghiệp toàn cầu, để cá tính là điểm tựa của thành công, để tài năng không chỉ phát huy mà còn được quản trị bài bản. Và nếu bạn muốn nhận ra ý nghĩa thực sự của tinh thần giáo dục khai phóng, thì nó ở đây, tại Đại học Hoa Sen, môi trường mở khóa tất cả giới hạn, chứng kiến sự trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và tô đậm thành công, khiến bạn nhận ra rằng sức mạnh tinh thần khai phóng thật đáng kinh ngạc. Hãy cho bản thân mình cơ hội để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Hoa Sen University, Đại học đẳng cấp quốc tế.